bé trai thoi thóp bên thi thể người giúp việc người dân phát hiện bà châu tử vong trong khi bé trai bà nhận chăm sóc thoi thóp nằm bên cạnh công an phường Long Bình thành phố biên hòa Đồng Nai cho biết cảnh sát vừa hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi bàn giao thi thể bà Huỳnh Thị Châu 54 tuổi quê Vĩnh Long cho gia đình tổ chức mai táng cơ quan này cũng xác nhận cháu bé Hoàng Thanh Hùng 1,5 tuổi đã qua cơn nguy kịch Trước đó ngày 18 tháng 7, chị Phạm Thị Lai đến nhà anh Hoàng Thanh Bình, 33 tuổi, tại khu phố 4, phường Long Bình để lấy vật dụng. Sau nhiều lần gọi cửa không ai trả lời, chị đi vào phòng ngủ căn nhà thì phát hiện bà Châu, người giúp viện cho gia đình anh Bình, đã tử vong. Cạnh thi thể bà Châu là cháu Hùng đang thoi thóp, suy kiệt sức khỏe nghiêm trọng. Lúc này chị Lai báo cho người nhà anh Bình và đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu. Lực lượng công an phường Long Bình, công an thành phố Biên Hòa sau đó cũng có mặt khám nghiệm pháp y, khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc. Theo kết quả giám định ban đầu, bà Châu tử vong khoảng 2 ngày trước khi phát hiện, thi thể đang phân hủy. Cơ thể của nạn nhân không có dấu hiệu bị tác động bởi ngoại lực, tài sản trong căn nhà không bị xáo trộn. Sau khi hoàn tất khám nghiệm, cơ quan công an giao thi thể nạn nhân cho người thân tổ chức mai táng. Theo công an phường Long Bình, bà Châu được gia đình anh Bình thuê giữ trẻ và cũng là người sống với gia đình này lâu năm. Chiều ngày 15 tháng 7, anh Bình để bà Châu chăm sóc con, mình và vợ đi làm việc tại Bến Tre. Do tin tưởng vào sự cẩn trọng của bà Châu nên suốt nhiều ngày vợ chồng anh Bình không gọi điện về thăm nhà. Hàng xóm anh Bình cho biết sáng ngày 16 tháng 7 họ vẫn thấy bà Châu bồng bé trai đi dạo và bà không xuất hiện kể từ chiều hôm đó.